Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã là mùng 4 tháng bộ tư năm 2022. Lời đầu tiên xin chúc cả nhà một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy phúc. Thì hôm nay tiếp tục Lê Tuấn lại review cho chúng ta xem mà một buổi sáng đúng không? Là cái chiếc máy cày đổ rác xuống này, đổ rác xuống và mới đi lấy rác về. Thứ hai là chiếc xe đã đầy dầm. Chiếc xe hai giò 61C41086 đã lấy đầy rác, đã dầm và tiếp tục đang xúc chiếc xe ba giò, bốn giò nữa. Đấy. Xe ba giò chứ không phải bốn giò. Hôm nay hai xe ba giò, cứ một ngày 6 chuyến. Đấy. Dầm lớn. Đấy. Chiếc xe này hôm nọ bị hư bình. Hư bình đây, gà đẻ luôn đây đây. Gà đẻ trứng vàng. Đấy, chiếc xe Puru gà vàng bị hư cặp bình đây luôn. Hay. Và bây giờ đang bốc tiếp. Được, hôm nay bốc hai xe đây chứ. Đấy, một xe này nữa. Đấy, đang bốc này. Đấy, và chiếc máy cày về đồ rác vào đây. Đấy, mình vừa ủi vào. Đấy. Còn dưới kia thì hôm nay tí nữa đâu. Bây giờ mới có 6:30, 7:15, 7:15. Đấy. Chiếc phò 5.600 một công. Đang chuẩn bị đổ ra. Bây giờ mình sẽ xem với chiếc xe máy cày này đổ như thế nào nha. Đổ rất là ngon lành luôn. Ra tí hay hơn. Rồi. Đổ rất cân đối, không có vấn đề gì ra hết. Đổ rất ngoan mục, đổ cái một. Ok. Đấy, đổ rất gọn luôn nhé. Xe Ford 5.600. Chiếc Ford này đã về với chủ khác và đã kéo hàng cho mình luôn. Đấy. Ok, đẹp chưa? Ok. Xe này được mấy tấn này mình? 8 tấn. Đây, tiếp tục về một xe nữa đây. Đấy. Kho. 3 cầu. Giấy tờ mọi thứ. Chờ đi. Ô, bà nó chạy luôn à? Quên đánh à? Rồi. Ly 6 à?
Rồi ra luôn đi cho. Ok. Đây là một xe dăm nhỏ nhé. Đấy, và dạo này thì ướt dăm thì đập nó không có bụi lắm. Sông Tiền. Đây cái bay hết. Đấy, chiếc xe này Belarus nha, màu đỏ, tiếp tục về. Rồi ok, mình xin dừng tại đây. Xin chúc các quý vị cùng toàn thể cả nhà chúng ta một chút khỏe nhé. Và hẹn lại nhớ đăng ký kênh và có những comment hoặc có những bình luận góp ý với mình. Mình xin cảm ơn nhiều.